Chị Nguyệt ở Shibuya Tây Hồ có hỏi là cái khu shop house ở khu A thì buổi tối kinh doanh như thế nào, và chị muốn mua một căn ở đó với cái tầm tài chính khoảng trên 20 tỷ. Thì chị chiếu thời gian xuống thì nay Thọ sẽ đi khảo sát, bây giờ cũng là 6 rưỡi tối, xem cái mật độ các nhà hàng quán ăn ở shop house phân khu A của khu đô thị Galaxanco Lê Trọng Tấn như nào nhé. Và video này Thọ sẽ gửi cho chị cũng như là cho các quý bác đang quan tâm đến những bất động sản ở mặt đường Lê Trọng Tấn, đặc biệt là những phân khu ABCD của khu thị Galenco Lê Trọng Tấn. Và xin mời quý bác anh chị cùng theo dõi những hình ảnh tại mặt shop house, những căn nhà ở mặt đường gom của khu A, khu đô thị Galenco Lê Trọng Tấn, vị trí mà giáp mới lại thông sang Vin. Và đây là những căn nhà ở mặt shop house của phân khu A, vị trí mà tiếp giáp bên lại con đường thông sang Vin. Thì đây là hình ảnh lúc 6 giờ 30 phút buổi chiều. Nơi đây được coi là phố ẩm thực, tuy nhiên cũng có khoảng 4 đến 5 ngân hàng và cũng tập trung ở tại cái vị trí này. Ở đây họ trang trí khá là đẹp, buổi tối nhìn rất là sinh động. Thời gian gần đây tôi lại thấy các quán ăn ở khu vực này có lẽ lại đông trở lại dần so với những tháng đợt tháng 2, tháng 3. Và cái con đường này cũng được mới trải thêm một lớp nhựa ở trên, rất là nhẵn, rất là phẳng. Cũng không biết rằng khi mà cái dự án cây cầu vượt ở vị trí này được khởi công có thể là vào cuối năm nay, thì những căn shop house ở mặt này hoạt động kinh doanh sẽ như nào, liệu có giảm cái hiệu suất không hay là vẫn duy trì và tăng cái hiệu suất thì cũng chưa biết được. Theo quý vị thì khi mà có cây cầu ở vị trí này để kết nối con đường vành đai 3 và hầm qua đường đại lộ Thăng Long, thì liệu rằng các giá trị bất động sản đây sẽ tăng giá hay giảm giá, và các hoạt động kinh doanh nhà hàng quán ăn tại mặt shop này liệu rằng có bị ảnh hưởng hay không. Giá trị của mặt shop này có thể nằm ở con đường gom này. Con đường gom đây cũng khá là rộng, quý vị bạn có thể quan sát thấy hai xe đỗ hai bên và xe ở giữa đi cũng còn rất là rộng rãi. Các nhà hàng quán ăn ở đây thì san sát vào nhau luôn. Có lẽ số nhà trống ở dãy mặt shop này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi quý vị ạ. Và giá những căn shop house ở mặt phố này cũng từ 20 đến 24 tỷ. Và mấy năm trước thì có giao dịch một vài căn ở giá dưới 20 tỷ. Vậy tính ra là trên dưới gần 200 triệu một mét vuông tại cái mặt shop này. Quý vị bạn đánh giá thế nào về cái giá trị bất động sản ở đây, và cũng như là cái tiềm năng trong những tháng cuối năm nữa có thể là con đường thông Vin sẽ được kết nối. Liệu rằng cư dân ở bên gần 60 tòa của Vinhome có sang đây để sử dụng những cái dịch vụ, những cái tiện ích tại những bất động sản thấp tầng tại khu A này không? Quý vị đánh giá nào, hãy để lại bình luận xuống dưới video nhé. Và nếu có bất kỳ câu hỏi gì về các bất động sản tại khu A, khu đô thị Galaxanco Lê Trọng Tấn, hãy để lại câu hỏi của quý bạn xuống bên dưới video. Tôi sẽ làm video để trả lời quý bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.